làm gì lữ thiếu khanh khẩn trương mắng to úc linh ngươi muốn làm gì vì phòng ngừa úc linh xuống tay hắn vội vàng ngăn ở trước mặt thái úc trừng mắt liếc úc linh ngươi đừng làm bậy à ta nói cho ngươi biết đây chính là kim chủ của mình giết chết chính mình 20 vạn viên linh thạch nơi nào cướp cho dù ngươi muốn giết hắn cũng phải chờ ta lấy được linh thạch rồi nói sau úc linh nhìn lữ thiếu khanh đang khẩn trương rất xúc động muốn một phát súng đâm vào chán lữ thiếu khanh tên khốn kiếp này căng thẳng như vậy hắn là cha ngươi sao cuối cùng lữ thiếu khanh chỉ có thể lấy ra một chiếc thuyền bay nhỏ để úc linh khống chế mang theo hắn cùng thái úc hai người bị thương thẳng đến vĩnh ninh thành úc linh ngồi ở đầu thuyền khống chế phi thuyền xuyên qua rừng rậm đây là biên giới rừng nguy hiểm không lớn lắm thái úc dựa lưng vào phi thuyền nhìn bóng lưng uyển chuyển của úc linh mỹ nhân lạnh như băng tính tình nóng này đều làm cho thái úc toát ra một cỗ xúc động chinh phục nhìn quần áo cũng không che giấu được dáng người uyển chuyển của úc linh trong mắt thái úc lộ ra một tia tham lam hắn liếm liếm môi đi hỏi lữ thiếu khanh chương chính công tử không biết vị cô nương này là trong mắt Lữ Thiếu Khanh hiện lên một tia dị sắc, vẻ mặt tươi cười, thái độ rất tốt, hỏi gì đáp nấy, đẹp không? Thái Úc gật đầu, ở trong mắt hắn, Úc Linh là một mỹ nhân. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nói, muốn không? Đưa lễ hỏi, ta đưa nàng lên giường. Chiếc thuyền dừng lại. Trong lòng Thái Úc nhảy dựng, ngươi cái này thấy Linh Thạch mở mắt, khẳng định lại muốn sư tử mở miệng rộng. Hừ, tới Vĩnh Ninh Thành, ta không cần lễ hỏi cũng có thể có được nàng. Hắn xua tay, tỏ vẻ không có ý này. Lữ Thiếu Khanh nói, đừng a, à, ta phản đối lễ hỏi nhưng đây là tỷ tỷ của ta, ngươi cho ta 10 vạn 8 vạn linh thạch cũng được. 10 vạn 8 vạn, còn nói lễ hỏi không cao. Trong lòng Thái Úc cười lạnh càng thêm lợi hại, đến Vĩnh Ninh Thành, 10 miếng 8 miếng ta cũng không cho. Thấy Thái Úc vẫn cự tuyệt, Lữ Thiếu Khanh thở dài, tiếc hận nói với Úc Linh, ngươi xem, ngươi cũng không ai muốn, sau này không gả đi được, làm sao bây giờ? Thanh âm Úc Linh truyền đến, lạnh như thời tiết mùa đông giá rét, ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ giết hắn, hỗn đản, lại muốn đem ta đổi linh thạch. Chờ thực lực của ta đủ rồi, ta nhất định phải giết tên hỗn đàn ngươi. Thái úc khẩn trương, liên quan gì đến ta? Ngươi muốn giết, ngươi đi giết hắn a. À, tìm ta phiền toái tính là anh hùng gì? Lữ thiếu khanh cũng khẩn trương, cảnh cáo lần nữa, đừng tìm ta kiếm chuyện. Thái úc có thể chết, ít nhất trước khi hắn lấy được linh thạch không thể chết. Linh thạch của hắn không lấy được, làm sao có thể để cho kim chủ chết? Hừ, úc linh hừ lạnh một tiếng, không biết vì sao, nàng đối với thái úc không có bất kỳ hảo cảm gì, luôn cảm giác được nụ cười của hắn rất dối trá, và lại đôi mắt kia rất đáng ghét hắn không thể đào ra dẫm nổ. Ai, gia môn bất hạnh, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, nói với Thái Úc, khiến thiếu thành chủ chê cười rồi. Thái Úc trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại nói, không có, cô nương tính tình nàng là thật, trong thánh tộc khó có được cô nương như vậy. Trong lòng bổ sung một chút, so với những nữ nhân thánh tộc khác, nàng cũng là mỹ nữ đỉnh cấp, đã quen đối với nữ nhân ngoan ngoãn phục tùng mình, lần đầu tiên gặp được nữ nhân có cá tính như vậy, còn là đại mỹ nữ, kích thích dục vọng chinh phục trong lòng Thái Úc. Bất quá hiện tại, hắn cũng không dám lộ ra nửa điểm dấu vết bây giờ hắn ngay cả động ngón tay cũng khó khăn trước khi đến vĩnh ninh thành tiếp tục duy trì bộ dáng công tử bân khiêm hữu lễ lữ thiếu khanh bên này thì bắt đầu hỏi thái úc tại sao lại ở chỗ này bị trọng thương thiếu thành chủ ngươi làm sao lại bị thương nếu không là gặp được người tốt bụng như ta không chừng ngươi lúc này đã thối rồi hắn sao ngươi có biết nói hay không ngươi mới bốc mùi ta nếu không là sợ địch nhân tìm được ta ta mới sẽ không để cho ngươi cứu ta còn nữa ngươi tính là người tốt bụng gì người tốt bụng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao trong lòng thái úc hung hăng mắng to lữ thiếu khanh một trận ngoài mặt lộ ra nụ cười nhưng nụ cười rất nhanh biến mất nghiến răng nghiến lợi ta gặp phản nghịch phản nghịch lữ thiếu khanh ngạc nhiên úc linh phía trước cũng giật mình tốc độ phi thuyền thậm chí chậm lại đúng vậy phản nghịch nói đến phản nghịch trên mặt thái úc lộ ra vẻ sợ hãi hắn mang theo người rời khỏi vĩnh ninh thành vốn định vào trong rừng rậm săn giết chút thú rừng tiêu khiển một chút kết quả gặp phải mai phục phản nghịch dưới một phen kịch chiến thủ hạ của hắn liều mạng vì hắn tranh thủ cơ hội chạy trốn nếu không gặp lữ thiếu khanh hắn sống hay chết còn chưa biết. Phản nghịch trong miệng hắn lại là tổ chức phản kháng trên Hàn Tinh, chuyên đối nghịch với thánh địa. Thánh địa quán triệt lý niệm là thánh tộc nhân là thế gian cao quý nhất chủng tộc, không phải nhân loại, nhân loại chỉ xứng làm thánh tộc nhân nô lệ. Sau khi thánh tộc bị trục xuất đến Hàn Tinh, theo thời gian trôi qua, một bộ tộc bị trục xuất tại chỗ bắt đầu nghĩ lại, cho rằng cách làm của họ đã làm sai. Họ cho rằng mình không phải là thánh tộc, mà là nhân loại, họ đã đoạn tuyệt với đất thánh và nổi dậy chống lại các hoạt động của nó. Thánh tộc gọi bọn họ là phản nghịch, bọn họ tự xưng là phản thánh quân cách làm của thánh địa đối với bọn họ là đuổi tận giết tuyệt cho nên tình cảnh của bọn họ so với người tăng lạc còn bi thảm hơn bọn họ trở thành địch nhân của thánh tộc một lần bị giết đến mai danh ẩn tích bất quá mấy năm nay bọn họ lại ngóc đầu trở lại tạo thành không ít phiền toái cho thánh địa nam hoang nơi này lại là phạm vi hoạt động chủ yếu của phản nghịch lữ thiếu khanh nghe xong trong lòng hiểu ma tộc bên này cũng không bền chắc như thép bất quá ngẫm lại cũng đúng cho dù ma tộc bọn họ tự xưng thánh tộc nhân cực lực muốn cùng nhân tộc phủi sạch quan hệ nhưng bất luận bọn họ thế nào bọn họ xét đến cùng vẫn là người bản tính nhân loại là không cách nào phủi sạch nhân loại thích nhất chính là nội đấu xuất hiện một tổ chức phản kháng nổi loạn cũng không phải là chuyện kỳ quái gì đương nhiên ma tộc bên này có tổ chức phản kháng hay không cũng không liên quan đến lữ thiếu khanh đây là chuyện của ma tộc không liên quan đến hắn hắn không có hứng thú đi tham gia hắn hiện tại chủ yếu chuyện chính là đi đến vĩnh ninh thành lấy được linh thạch để cho mình khôi phục đúng lúc này phi thuyền dừng lại úc linh nhìn chằm chằm phía trước lạnh lùng nói phía trước có tình huống nếu như đoán không sai hẳn là phản nghịch Hai Úc khẩn trương lên, sắc mặt càng thêm xanh sao, hắn hiện tại bộ dạng như vậy, phát huy không ra nửa điểm thực lực. Hắn khẩn trương nói với Lữ Thiếu Khanh, "Trương Chính công tử, ngươi, ngươi có biện pháp ứng phó sao?" Hắn hiện tại hy vọng là Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh hai người, nếu như hai người kia đánh không lại phản nghịch, hắn liền thật sự chết chắc. Lữ Thiếu Khanh thần thức đảo qua, liền biết phía trước có bao nhiêu người, có 5 người, thần sắc cảnh giác đứng phía trước, hơn nữa nhìn bọn họ đứng vị trí, trước sau trái phải kéo ra vị trí, rõ ràng là chờ đoàn người của mình, bất quá, từ khí tức của bọn họ mà xem, rõ ràng không tính là mạnh lữ thiếu khanh nói với úc linh trực tiếp xông qua thực lực đối phương không mạnh rất có thể là bộ đội tiên phong nơi này cùng đối phương dây dưa đại bộ đội đuổi tới bọn họ liền đi không được cho nên lữ thiếu khanh quyết định thật nhanh trực tiếp xông qua không có ý định dây dưa với đối phương úc linh nghe vậy lập tức khống chế phi thuyền trực tiếp xông qua lữ thiếu khanh đi tới bên người úc linh đưa cho nàng một khối ma thạch to bằng cái đầu đợi lát nữa ném ra vị trí nổ tung của tốn ma thạch này và uy lực của kết đan kỳ không kém nhiều lắm mà năm người đối phương khí tức không tính là mạnh cũng chỉ là một kết đan kỳ những người khác đều là trúc cơ kỳ xa xa năm cái phản thánh quân chứng kiến phi thuyền không có dấu hiệu dừng lại hướng về bọn họ nơi này trùng kích mà đến một người cầm đầu cười lạnh muốn chết mọi người chuẩn bị đem bọn họ đánh xuống cẩn thận một chút đừng đánh chết thái úc hắn còn sống rơi vào trong tay chúng ta trở thành con tin có tác dụng lớn hơn nữa còn lại bốn thành viên phản thánh quân ầm ầm đồng ý úc linh không chế phi thuyền càng ngày càng gần song phương có thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương Lữ Thiếu Khanh rót linh lực vào Tốn Ma Thạch, ném. Úc Linh vung tay lên, Tốn Ma Thạch như một phát đạn pháo, phá vỡ hư không, không trung phát ra tiếng gào thét, hướng về phía năm người phản thánh quân đập phá. Dùng đá đập người, phía sau nhìn thấy Úc cao mày, làm như vậy hắn xem ra, một chút cũng không đáng tin. Đối phương là người tu luyện, cho dù thực lực không được tốt lắm, cũng là tu sĩ, không phải phàm nhân, một hòn đá có thể làm gì? Hù dọa họ sao? Mà năm người phản thánh quân thấy thế, người cầm đầu thậm chí cười ha hả, Thái Úc, ngươi cũng đừng dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự ngươi trốn không thoát lòng bàn tay phản thánh quân chúng ta đâu nhanh chóng đầu hàng để tránh đau khổ trên người ngươi có độc ngươi chống đỡ không được bao lâu mau đầu hàng đi thái úc sau khi nghe được càng thêm khẩn trương hắn nhịn không được mở miệng chương chính công tử ngươi ngươi có thể làm được sao vừa dứt lời xa xa tốn ma thạch ầm ầm nổ tung một lan sóng xung kích mạnh mẽ khi vụ nổ lan rộng phá hủy mọi thứ xung quanh và biến thành cho bụi sóng xung kích cường đại làm cho năm người phản thánh quân bất ngờ không kịp đề phòng toàn bộ bị bao phủ vụ nổ có thể so với một kích kết đan kỳ. Mặc dù tu sĩ phản thánh quân cầm đầu cũng không chịu nổi uy lực bạo tạc, thổ huyết thương tích, dưới quan tính cường đại, thân thể bị hất bay. Bốn người còn lại thì thảm hơn, mặc dù không bị nổ chết, nhưng tất cả đều máu tươi cùng phun, hôn mê bất tỉnh, thân thể ngã vào trong rừng rậm. Sóng xung kích khuếch tán, phi thuyền cũng bị lan đến, bất quá Úc Linh đã sớm có chuẩn bị, khống chế phi thuyền, tránh được bạo tạc lan đến. Phi thuyền như hào quang xẹt qua, biến mất phía chân trời, lưu lại năm tu sĩ phản thánh quân hôn mê bất tỉnh. Thái Úc ngây dại, khó có thể tin nhìn một tảng đá nổ tung đem năm tu sĩ phản thánh quân nổ tung không biết sống chết đá hay pháp khí cư xá còn có thể dùng như vậy lữ thiếu khanh trở lại bên cạnh thái úc ngồi xuống hỏi thái úc bọn họ vì sao muốn bắt người thái úc cười khổ hắn không có dấu diếm thành thật nói cho biết ta là thiếu thành chủ vĩnh ninh thành bọn họ bắt được ta là muốn vơ vét tài sản của ta tống tiền thái úc gật đầu không biết dùng biểu tình gì để biểu đạt tâm tình của mình đúng vậy phản nghịch bọn họ không có biện pháp ở trong đại thành bọn họ rất thiếu vật tư cho nên bọn họ bắt lấy ta làm con tin, muốn phụ thân ta giao tiền chuộc. "Phụ thân ngươi có cho không?" Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi một câu. Thái Úc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, "Ta là con trai duy nhất của phụ thân, ta cũng là thực lực của Nguyên Anh kỳ, đại biểu cho tương lai của Thái gia, nếu như ta rơi vào trong tay phản nghịch, phụ thân hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới cứu ta." Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, "Cho dù là dùng linh thạch đổi?" "Không sai, cho dù là dùng linh thạch." Nói tới đây, Thái Úc chợt phản ứng lại, lúc này hắn mới chú ý tới ánh mắt lữ thiếu khanh nhìn hắn có điểm không đúng đôi mắt đen nhánh tựa hồ toát ra hào quang lục sắc thái úc lúc này mới nhớ tới người trước mắt này cũng rất thích linh thạch thân thể hắn hơi nghiêng về phía sau trong lòng cảnh giác kéo đầy chương chính công tử ngươi ngươi muốn làm gì đậu má tên nhà quê này sẽ không nghĩ đến bắt cóc ta tống tiền phụ nhân chứ ngươi ngươi đã đáp ứng ta đưa ta về vĩnh ninh thành lữ thiếu khanh nhìn chằm chằm thái úc trong chốc lát cuối cùng mới lộ ra nụ cười thiếu thành chủ ngươi đây là có ý gì ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được nam tử hán đại trưởng phu ta ghét nhất chính là người không giữ lời hứa thật thật nói là nói như vậy trong lòng thái úc vẫn là bồn chồn ai dưới ánh mặt trời sao ai cũng hoài nghi nhân phẩm của ta chứ lữ thiếu khanh trong lòng thở dài thương tâm không yên hắn đối với thái úc nói đương nhiên là thật ngươi xem ta đây là nụ cười chân thành chính là nụ cười của ngươi như vậy trong lòng ta mới sợ ngươi tươi cười như vậy ta thấy thế nào cũng giống nụ cười hồ ly lữ thiếu khanh vỗ vỗ bả vai thái úc cười híp mắt Ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần chỉ rõ phương hướng là được, ta nhất định sẽ đưa ngươi đến thành Vĩnh Ninh." Sau đó Lữ Thiếu Khanh sang một bên thương tâm không yên, "Ai, da mặt ta quả nhiên quá mỏng, làm không ra loại chuyện lật lọng này, sớm biết tiểu tử này đáng giá như vậy, ta nên làm cướp một lần rồi." Sự tình cũng chính như Lữ Thiếu Khanh suy đoán, gặp được năm tên tu sĩ phản thánh quân chỉ là bộ đội tiên phong, thoát khỏi bọn họ, trong thời gian kế tiếp, bọn họ không còn gặp phải phản thánh quân nữa. Dưới sự chỉ đường của Thái Úc, sau khi bọn họ xuyên qua rừng rậm vài ngày, rốt cục hoàn toàn đi ra khỏi rừng rậm sau khi ra khỏi rừng rậm thái úc rõ ràng hưng phấn lên hắn chỉ vào phương hướng phía bắc hưng phấn đi thêm một hai ngày nữa về phía bắc là có thể đến thành vĩnh ninh rồi nhà mình nhìn từ xa thái úc muốn chu lên hai tiếng để phát tiết hưng phấn trong lòng một chút mà lúc này lữ thiếu khanh thần sắc khẽ động tiếp theo xa xa xuất hiện một thân ảnh người tới là một lão nhân trong nháy mắt từ xa vào tới lão nhân gầy gò không cao lớn khôi ngô như ma tộc nhân thân thể khô quát toàn thân không có bao nhiêu thịt gầy như một gốc cây già nhưng đôi mắt hắn lại lộ ra ánh mắt hung ác như một con xài lang thái úc nhìn lão nhân nhất thời hưng phấn kêu lên tam thúc người tới là tam thúc của hắn thái thế định lão nhân tới đây nhìn thái úc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm hắn nói tiểu úc ngươi không sao là tốt rồi bất quá phát hiện thái úc sắc mặt hắn trầm xuống trên người bộc phát ra khí tức khủng bố rõ ràng là cảnh giới nguyên anh khí tức như mặt trời ban trưa không có cảm giác suy bại như lão già đủ để chứng minh hắn còn rất trẻ cái gọi là tuổi già bề ngoài bất quá là che giấu tai mắt người lữ thiếu khanh thậm chí cảm thấy lão giả trước mắt chỉ là thiếu một chút thời gian hắn liền có thể tiến vào đột phá cảnh giới hiện tại bước vào tiểu cảnh giới kế tiếp vừa đi ra đã gặp nguyên anh kỳ tồn tại lữ thiếu khanh trong lòng trầm xuống nếu như thái thế định muốn động thủ với bọn họ chỉ có thể cầm tốn ma thạch cùng hắn đồng quy vu tận tình cảnh lập tức đối với hắn bất lợi là bọn họ động thủ với ngươi sao thái thế định ánh mắt lạnh như băng giống như một con xài lang nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh cùng úc linh cho hai người áp lực lớn lao úc linh khẩn trương đối mặt với nguyên anh thái thế định nàng so với lữ thiếu khanh càng lo lắng hơn nàng không cho rằng hiện tại lữ thiếu khanh có thể đánh thắng thái thế định mà đánh không lại thì phải chết tam thúc của mình đến rồi thân thể thái úc rất khỏe nụ cười trên mặt cũng thay đổi trở nên tự tin cao ngạo hắn thậm chí còn đứng lên lấy tư thái cao cao tại thượng nhìn lữ thiếu khanh cùng úc linh từ trong ra ngoài tản ra một loại khí tức ưu việt lữ thiếu khanh ra vẻ hoảng sợ thiếu thành chủ ngươi muốn làm gì ha ha thái úc tươi cười tràn ngập khinh thường hắn hừ một tiếng ở cùng một chỗ với loại người như ngươi mấy ngày nay ta sống rất không vui loại tham lam này đồ nhà quê chính mình cư nhiên bị ép lấy lòng hắn ngẫm lại chính mình liền cảm thấy ghê tởm muốn giết người bất quá hắn nhìn úc linh đè xuống sát ý của mình hắn nói với thái thế định tam thúc không phải bọn họ ngược lại là bọn họ đã cứu ta thái thế định nghe vậy sắc mặt hơi hỏa hoãn thu liễm hơi thở nói với hai người các ngươi cứu cháu ta thái gia tất có trọng tạ lữ thiếu khanh nghe vậy khoát tay không cần khách khí không cần cảm ơn chỉ cần thiếu thành chủ thực hiện lời hứa của hắn là được rồi thái thế định khó hiểu nhìn thái úc nói đến đây sát ý trong lòng thái úc lại một lần nữa toát ra tên nhà quê này thật đáng chết lữ thiếu khanh phát hiện sát ý thái úc hắn không e ngại ngược lại nhắc nhở hắn một câu thiếu thành chủ ngươi nếu vi phạm lời hứa hậu quả ngươi biết rõ ngươi yên tâm ta sẽ ở lại vĩnh ninh thành sẽ không rời đi nhanh như vậy đồ vật ngươi cho ta lúc ấy nói không chừng ta lại phải trả lại cho ngươi có phải hay không lời vừa nói ra thái úc tự hồ suy nghĩ cái gì sát ý trong lòng lại bị đè xuống khẽ mỉm cười cũng tốt lúc đó ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi về phần là báo đáp cái gì, cũng chỉ có chính hắn biết. Thái Thế Định cũng phát hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Thái Úc khác thường, bất quá hắn không có nói thêm cái gì. Thái Úc nếu mình đã có quyết định, hắn cũng mặc kệ, ở Vĩnh Ninh thành, không ai có thể phản kháng được Thái gia, có Thái Thế Định giúp đỡ, không cần một ngày liền trở về thành Vĩnh Định. Đây là Lữ Thiếu Khanh lần đầu tiên tới Hàn Tinh, lần đầu tiên gặp ma tộc nhân thành trì. Dựa theo hắn dọc theo đường đi hiểu rõ, Hàn Tinh thành trì ở giữa cách rất xa, đại bộ phận mọi người là dựa vào truyền tống trận đến truyền tống ở giữa thành. Cách xa nhau vạn dặm thậm chí mấy vạn dặm mới có một tòa thành, bởi vậy, mỗi một tòa thành trì nhân khẩu đều sẽ rất nhiều. So sánh với thành trì 13 châu, thành trì ma tộc càng cao lớn hùng vĩ, quy mô cũng lớn, người phàm cả đời đều không rời khỏi thành phố. Mặc dù là tự xưng thánh tộc, hy vọng cùng nhân tộc phủi sạch quan hệ. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh, đây trên thực tế cũng là một tòa thành trì nhân loại. Tuy rằng ma tộc tại đây trải qua mấy ngàn năm phát triển, thân thể vì điều tiết thế giới này, lớn lên khôi ngô cao lớn, bọn họ vẫn là nhân loại. Tường thành vây quanh, không có thủ vệ, cửa thành mở rộng, không có chút phòng bị nào, hầu hết các tu sĩ đều phải hạ cánh, đi bộ vào cổng thành. Đương nhiên, một ít người có danh tiếng có thực lực thì có thể không nhìn quy tắc này, tiếp tục bay vào trong thành trì. Thái Thế Định cũng mang theo phi thuyền đón bay vào trong thành. Lúc mới vừa vào thành, Lữ Thiếu Khanh phát hiện có mấy đạo linh thức quét ngang mà đến, bất quá xem ra là Thái Thế Định, mấy đạo linh thức kia giống như nai con kinh hãi vội vàng rút về. Đến phủ thành chủ, Thái Thế Định nói với Thái Úc, "Cha ngươi còn chưa trở về, ta mang ngươi về chữa thương cùng giải độc trước rồi nói sau." Lữ Thiếu Khanh đúng lúc chen vào, Thiếu thành chủ, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa. Thái Úc nghe Lữ Thiếu Khanh nói, trong lòng liền bốc hỏa, vừa nghĩ mình phải cho Lữ Thiếu Khanh 20 vạn viên linh thạch, trong lòng lửa giận càng lớn, đúng vậy, đây là chính mình lấy đạo tâm lập hạ lời thề, hắn không thể không làm. Hắn nói với Thái Thế Định, "Tam thúc, ta đã đồng ý với hắn, hắn đưa ta về, ta sẽ cho hắn 20 vạn viên linh thạch." "Cái gì? Bao nhiêu?" Thái Thế Định ngây ngẩn cả người, một lần hoài nghi mình nghe lầm, sau khi khẳng định số lượng linh thạch, ánh mắt Thái Thế Định lại trở nên hung ác sắc bén làm cho Úc Linh bên cạnh lo lắng không thôi, e sợ Thái Thế Định tát lại một cái đập chết tên không biết trời cao đất rộng này. Tam thúc người ta nguyên anh đều ở đây, ngươi còn dám lấy linh thạch trước mặt người ta, qua một thời gian nữa có thể chết sao? Ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng mà, ngươi hiện tại ngay cả ta còn không bằng, ngươi đánh thắng được lão già trước mắt này sao? Người ta một ngón tay có thể nghiền chết ngươi, Úc Linh xem như chịu phục, vì linh thạch, thật sự không sợ chết. Tiểu tử, ngươi là nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? Ngươi có phải hay không đem thái gia chúng ta không để vào mắt? trong lòng thái thế định nổi lên sát ý cho dù lữ thiếu khanh trước mắt cứu thái úc hắn cũng không ngại một cái tát sợ chết lữ thiếu khanh ưỡn ngực dõng dạc kích động như tiểu đệ thái gia ai dám không để thái gia vào mắt thái gia nghĩa bạc vân thiên một lời hướng ngàn vàng nói là làm đại danh thái gia sớm đã truyền khắp hàn tinh cho nên ta mới dám mở miệng bởi vì ta biết thái gia sẽ không nuốt lời với tiểu thánh tộc nhân ta thái trưởng lão ngươi cũng không muốn thái gia bị người khác chê cười đi lữ thiếu khanh chẳng những không sợ hãi trong giọng nói còn mang theo một chút uy hiếp tiểu tử này chán sống rồi sao dám uy hiếp một nguyên anh như ta thái thế định muốn tát chết lữ thiếu khanh đập chết hai người các ngươi không phải không ai biết sao thái thế định không che giấu sát ý của mình dám uy hiếp ta úc linh lập tức háng giọng tên hỗn đản này không sợ chết sao lữ thiếu khanh thật đúng là không sợ hắn đối với thái úc nói thiếu thành chủ ý của ngươi như thế nào trên mặt thái úc lại lộ ra nụ cười của quái hắn đối với thái thế định tam thúc bọn họ cứu ta ta cũng đáp ứng bọn họ hai mươi vạn viên linh thạch liền cho hắn đi đây cũng không phải là số lượng nhỏ cho dù là thái gia 20 vạn viên linh thạch lấy ra cũng đủ để cho bọn họ những người thái gia đau lòng không thôi giết hai người trước mắt này còn lại 20 vạn viên linh thạch loại chuyện này tìm ở đâu chỉ cần cái gọi là thanh danh hừ thánh tộc nhân quan tâm thanh danh là thực lực không phải thanh danh thực lực không đủ danh tiếng cũng không ai thèm quan tâm người thái thế định còn muốn nói gì đó thái úc lại cười nháy mắt với thái thế định thái thế định ngẩn ra sau đó sai người lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho lữ thiếu khanh 20 vạn viên linh thạch cầm lấy Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, vẻ mặt rất vui vẻ, "Cảm ơn thiếu thành chủ, cảm ơn thái trưởng lão, ta đã nói rồi, Thái gia không phải là loại gia tộc keo kiệt. Có 20 vạn viên linh thạch, hắn kế tiếp tìm một chỗ tiến vào bên trong nhẫn, nửa ngày cũng không cần, hắn có thể khỏi hẳn, chỉ cần hắn khôi phục lại, cho dù Thái Thế An là thành chủ nguyên anh tầng 5 đến hắn cũng không sợ." Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, mà Thái Úc cũng cười rộ lên, cũng rất vui vẻ, hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, "Chương chính, ta sẽ cho người dẫn hai người đi, chờ ta khôi phục, ta sẽ báo đáp người." "Tốt tốt." lữ thiếu khanh một chút cũng không khách khí ở lại thái gia ngược lại không cần tự mình ra ngoài tìm chỗ ở ra ngoài tìm địa phương còn phải tự mình cho linh thạch may mà có a người thái gia mang theo lữ thiếu khanh và úc linh tìm chỗ ở mà thái thế định không làm trắng tay thái úc tiểu úc không giết hắn chẳng lẽ ngươi còn muốn làm bạn với hắn điệt nhi của mình từ khi nào tính cách như vậy cái tên chương chính kia không giết chẳng lẽ còn giữ lại cho mình ngột ngạt sao đồ tham lam thật sự cho rằng thái gia chúng ta là người trong sạch sao thái úc lạnh lùng cười hắn nói với thái thế định tam thúc ta đã thể phải cho hắn 20 vạn viên linh thạch biết rõ thái úc lấy đạo tâm thể thái thế định nhíu mày thẳng mắng ngươi hồ đồ cái này sự tình có thể tùy tiện thể sao một khi vi phạm lời thề đạo tâm bị hủy hoại người cũng bị phế thái úc là trụ cột tương lai của thái gia hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn tổn thất của thái gia không thể đo lường thái úc lại không để ý hắn vẫn cười lạnh không yên cho nên chuyện này do ta tự mình giải quyết chờ ta giải độc sau khi dưỡng thương ta sẽ cho hắn biết ta lợi hại Thái Úc không hề che giấu, lộ ra sát ý, trong mắt lóe ra ánh mắt hung ác. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội gặp rủi ro, ép hắn cúi đầu, phần sỉ nhục này, hắn muốn tự mình rửa sạch, trả lại gấp đôi cho Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời hắn nghĩ đến Úc Linh, trong lòng một trận lửa nóng, còn có nữ nhân kia, ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Cao lãnh, giống như một tòa băng sơn, làm cho trong lòng Thái Úc tà hỏa bốc lên, hận không thể lập tức chinh phục nàng. Nói đến Úc Linh, trong mắt Thái Thế Định cũng hiện lên một tia hào quang khác, hắn gật đầu, nữ nhân kia, căn cốt không tệ thánh địa hiện tại đang thu thập hải tuyển thánh nữ nếu như nàng có thể trở thành thái gia đại biểu cho thánh địa trở thành thánh nữ đối với thái gia chúng ta đối với vĩnh định thành đều có chỗ thánh nữ thái úc ngẩn ra không sai thánh địa muốn tuyển ra vài vị thánh nữ cho thánh tộc nhân tương lai cùng thánh tử mang theo thánh tộc nhân phản công tổ tình. thái úc có mấy lần không tình nguyện nữ nhân như vậy hắn là muốn chính mình hưởng dụng nữ nhân kia cũng không nói chuyện có thể nghe lời hay không đều là một chuyện thái thế định cũng nhìn biết ý tứ thái úc chỉ là một ý nghĩ mà thôi cái này phải xem chính ngươi quyết định để cho nàng đối với ngươi khăng khăng một mực lại tặng thánh địa cũng là một cách làm không tồi hiện tại ngươi giải độc trị thương đi lữ thiếu khanh và úc linh được người thái gia dẫn đi dàn xếp trong một cái sân nhỏ lữ thiếu khanh nhìn xung quanh có vẻ rất hài lòng cảm thán không tệ không tệ úc linh rất khó hiểu nàng hỏi tại sao ngươi còn muốn ở lại cầm 20 vạn linh thạch của người ta ngươi không phải có bao xa thì nên chạy bấy xa sao 20 vạn linh thạch đủ để cho bọn họ sinh ra sát ý với ngươi ở đây hàn tinh cái gì cũng thiếu 20 vạn viên linh thạch đây là một số tiền lớn, đủ để cho vô số thánh tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết người. Thái gia cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện đưa ra 20 vạn viên linh thạch này, không chừng lát nữa sẽ đập chết tên khốn kiếp ngươi, lấy linh thạch về. Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại, không ở lại, tìm chỗ ở bên ngoài, là muốn cho linh thạch, ngươi cho sao? Úc Linh răng bạc thầm cắn, ai hỏi ngươi cái này, tên hỗn đản này, chính là đáng ghét như vậy. Úc Linh tương đối hiểu Lữ Thiếu Khanh, có một số việc ngươi không nói, hắn có thể cùng ngươi vòng một ngày. Cho nên nàng rất trực tiếp hỏi, ngươi ở lại chỗ này ngươi không sợ thái gia đối với ngươi bất lợi lữ thiếu khanh gật đầu hào phóng thừa nhận sợ a à, như nhưng chúng ta rời đi sẽ không sợ sao hơn nữa ngươi cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng để cho chúng ta rời đi sao đáp án của úc linh thiếu chút nữa đã thốt ra đừng nói cầm 20 vạn viên linh thạch của thái gia cho dù không lấy thái úc cũng sẽ không để lữ thiếu khanh dễ dàng rời đi dọc theo đường đi hành vi của lữ thiếu khanh đối với thái úc úc linh cảm thấy nếu thái úc không trả thù lữ thiếu khanh thái úc cũng không phải đàn ông thái gia thống trị vĩnh ninh thành Bọn họ hiện tại muốn trốn cũng trốn không thoát. Úc Linh lại hỏi, ngồi chờ chết không phải tính cách Úc Linh, muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Tuy rằng rất chán ghét Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh so với Thái Úc, vẫn là Thái Úc chán ghét hơn một chút, ánh mắt Thái Úc không mang ý tứ, vẫn nhìn chằm chằm nàng, Úc Linh đã sớm phát hiện, tiên hạ thủ vi cường, muốn chết cũng không phải tìm cách như vậy, bình tĩnh một chút, Lữ Thiếu Khanh chẳng hề để ý, "Trước tiên ngủ a, à, mỗi ngày tới nơi này lâu như vậy, ta còn chưa ngủ một giấc." Sau khi nói xong xoay người vào một căn phòng, ngươi cũng mau đi ngủ đi nữ nhân có quầng thâm mắt sẽ không tốt à nhìn lữ thiếu khanh vào phòng đóng cửa lại úc linh vô lực phun tào không phải là ngủ thật đấy chứ tên đại hỗn đản này trong đầu đang suy nghĩ cái gì vậy đi vào trong phòng lữ thiếu khanh đánh giá một phen hài lòng gật đầu sau đó bố trí mấy trận pháp ngăn cách người khác theo dõi phòng ngừa người khác đột nhiên xông vào lữ thiếu khanh xoa xoa tay thấp giọng nói bây giờ vào xem tiểu đệ tử quỷ đang làm gì tiếp theo thân ảnh chợt lóe cả người biến mất trong phòng khách sau khi bạch quang lóe lên Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trong phòng. Phòng vẫn như cũ, cái bàn vẫn là cái bàn kia, linh bài vẫn là khối linh bài kia, lưu hương vẫn là lưu hương kia. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm giác được có chút không giống nhau, luôn cảm thấy chân thật hơn, tựa hồ có sinh mệnh. Kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lúc, chú ý tới vật đặt trên mặt bàn kia biến mất không thấy, chỉ là thêm một cỗ quan tài nhỏ, cùng cỗ quan tài biến mất trên thủ tiên sơn giống nhau như đúc. Quan tài trắng nõn như ngọc, so với bàn ngọc càng trong suốt long lanh, như thạch anh chân chính, lặng lặng nằm ở phía trước linh bài, đặt ở vị trí chính giữa bàn ngọc, như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà lại làm cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác được xương cốt sợ hãi, sẽ không phải là vị đại lão nào chạy tới chứ? Hay là nói đây chính là bộ mặt vốn có của tiểu đệ tử quỷ. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận tới gần, vươn cổ, muốn nhìn xem bên trong quan tài rốt cuộc nằm cái gì. Đáng tiếc, quan tài thoạt nhìn trong suốt, trên thực tế Lữ Thiếu Khanh cái gì cũng không nhìn thấy, như một đoàn sương mù, ánh mắt nhìn không thấu, thần thức cũng dò xét không được cái gì. Lữ Thiếu Khanh vươn tay, muốn lấy ra xem, nhưng nghĩ một chút, hắn vẫn rụt tay lại, loại đại lão này vẫn là ít đụng thì tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh lấy ra mấy cây hương cắm lên lư hương, nói với quan tài, tiền bối, ngươi là đại lão, ngươi cũng đừng tới nơi này chấp nhận với loại nhân vật nhỏ như ta, không bằng ngươi đi chỗ khác thì sao? Miếu thờ của ta quá nhỏ, tiền bối ngươi ở đây sẽ làm tiền bối mất mặt. Đi thôi, có được hay không? La lịch quan tài không rõ, khiến Lữ Thiếu Khanh lo lắng, e sợ đây cũng là một đại lão hắn không giải quyết được. Đến lúc đó đảo khách thành chủ, làm một chút đoạt xá phụ thân, hắn chết cũng không biết chết như thế nào đối với loại đại lão này vẫn là kính nhi viễn chi cung cung kính kính khách khí cầu đại lão buông tha chính mình nhưng nữ thiếu khanh thở dài với quan tài đến cùng cũng hôn mê bên quan tài không có động tĩnh thậm chí ngay cả hào quang cũng không lóe lên một chút hết cách rồi lữ thiếu khanh chỉ có thể buông tha lúc đó hắn nhìn thấy hai chữ tiểu đệ trên linh bài bắt mắt nổi bật như vậy lữ thiếu khanh lại nghĩ nghĩ đem linh bài lấy tới muốn đem hai chữ tiểu đệ lau đi lau hai cái lại phát hiện hai chữ tiểu đệ đã lau không được mẹ kiếp lữ thiếu khanh tê dại đây là muốn làm gì thật sự muốn làm tiểu đệ của ta sao lữ thiếu khanh nói với linh bài đừng chơi nữa mau lao đi ta thừa nhận lúc trước nói chuyện có chút lớn tiếng từ giờ trở đi chúng ta chung sống hòa bình như thế nào không có động tĩnh gì lữ thiếu khanh hết chỗ nói của trách linh bài sao ngươi hẹp hỏi như vậy quên đi ngươi đã muốn tiếp tục làm tiểu đệ của ta ta cũng không miễn cưỡng sau này đối với đại ca ngươi ta khách khí một chút sau khi đặt linh bài lên bàn ngọc lữ thiếu khanh lại quan sát xung quanh một chút không phát hiện có chuyện gì cũng mặc kệ Lấy ra 10 vạn viên linh thạch ném vào trong lưu hương. Trên bàn ngọc không có xuất hiện tin tức, mà là một cỗ tin tức trực tiếp truyền đạt cho Lữ Thiếu Khanh, như hiểu ra, để Lữ Thiếu Khanh biết hắn có bao nhiêu thời gian, 3 năm 8 tháng. Chức năng thay đổi, cách không truyền tin, Lữ Thiếu Khanh nói thầm một tiếng, nhỏ mọn, cho thêm mấy tháng không được. Hắn dự định trước tiên dưỡng thương thế cho mình, sau đó còn lại thời gian tu luyện, xem có thể đột phá cảnh giới tầng 4 hay không, tiến vào nguyên anh trung kỳ. Ngồi xếp bằng xuống tu luyện, Lữ Thiếu Khanh lại ngoài ý muốn phát hiện linh khí nơi này so với lúc trước càng nồng đậm tinh quang trên đỉnh đầu rơi vào trên người không lúc nào là không rèn luyện thân thể hắn dù cho hắn không tận lực tu luyện thân thể hắn đều đang không ngừng đạt được cường hóa phát hiện này làm cho lữ thiếu khanh mừng rỡ như vậy xem ra cũng không tính là một chuyện xấu có thêm một cỗ quan tài ở chỗ này để cho trong lòng hắn run rẩy đây là chuyện hắn không cách nào khống chế mà có thể làm cho thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên làm cho trong lòng hắn thêm vài phần an ủi tử quỷ tiểu đệ coi như có chút lương tâm không có để cho mình chịu thiệt linh khí nồng đậm hắn tính toán một chút vốn muốn một năm rưỡi thời gian hiện tại hắn chỉ cần hơn một năm một chút là được thời gian còn lại có thể tu luyện dọc theo đường đi chiến đấu còn có ở trong hư không gặp phải loạn lưu đều làm cho hắn thu hoạch không ít lợi ích rất nhanh lữ thiếu khanh liền đắm chìm vào trong tu luyện khi lữ thiếu khanh lâm vào tu luyện trên quan tài lại xuất hiện bóng dáng nữ nhân kia nữ nhân so với lúc trước trở nên chân thật hơn liếc mắt một cái có máu có thịt giống như người thật bất quá nàng có thể từ trong quan tài xuyên qua đi ra liền có thể biết nàng còn là một cái linh hồn thể bộ dạng nữ nhân chân thật lên làm cho nàng đẹp đến kinh tâm động phách tay như bàn tay mềm mại da như mỡ như một vị tiên nữ từ trong tranh đi ra khi nàng xuất hiện ánh sáng xung quanh dường như ảm đạm vài phần vì vẻ đẹp của nàng nữ nhân treo ở trên quan tài nhìn lữ thiếu khanh ánh mắt bình tĩnh rồi lại mang theo vài phần khác thường sau khi nhìn thật lâu nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không trên đỉnh đầu trên tinh không vô số ngôi sao lấp lánh ném xuống ánh sao lấp lánh bất quá theo nữ nhân ngẩng đầu trên đỉnh đầu tinh không có biến hóa như nước biển tách ra tinh không giống như bị một bàn tay to vô hình đẩy ra từ giữa vô số ngôi sao bị rút đến hai bên ở giữa xuất hiện ba ngôi sao chói mắt không phải mặt trời nhưng hơn hẳn mặt trời bạo phát ra hào quang chói mắt cho dù là mặt trời ở trước mặt cũng không thể không tự ti mặc cảm ở xung quanh chúng nó là vô tận hắc ám chúng nó bộc phát ra quỷ dị hào quang treo ở trên tinh không phóng ra hào quang nhưng không có nửa điểm rơi ở đại điện nơi này nếu như ngẩng đầu bình tĩnh nhìn ba ngôi sao còn chói mắt hơn cả mặt trời bàn tay trắng noãn mềm mại chậm rãi vươn ra đối với chúng nó hư không một chảo tựa hồ muốn đem ba ngôi sao bắt nổ. Trên mặt bình tĩnh lộ ra biểu tình tàn nhẫn, cả người trở nên đằng đằng sát khí, lần này sẽ không cho các ngươi bất kỳ cơ hội nào nữa. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trong phòng, Lữ Thiếu Khanh đang tu luyện nhướng mày, tựa hồ nhận ra điều gì đó. Nếu nhân thấy thế, vung tay lên, một cỗ khí tức huyền diệu phủ xuống, bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lông mày giãn ra, tiếp tục tu luyện, lúc này linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi quay cuồng, đây là dấu hiệu đột phá.